ăn cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó. Ngài là bờ cả răng cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt đàng sa rang ga chan ni, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Nam mang sa rang ga chan ni, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang thang sa rang ga chan ni, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ ti yam bi bụt đàng sa rang ga chan ni, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đức Thế Giảm Bí Thầm Măng Sa La Nam Ga Chàm Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Giảm Bí Sẵn Khăn Sa La Nam Ga Chàm Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tát Thế Giảm Bí Bụt Đăng Sa La Nam Ga Chàm Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tát Thế Giảm Bí Thầm Măng Sa La Nam Ga Chàm Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tát Thế Giảm Bí Sẵn Khăn Sa La Nam Ga Chàm Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt đàng Sa La Nam Ga Chàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thọm Măng Sa La Nam Ga Chàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sẵn khăn sa ra năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti giam bi bích đà hăng sa ra năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti giam bi thẩm măng sa ra năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti giam bi sẵn khăn sa ra năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tật thì giảm bi bất hạnh sa đa năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tật thì giảm bi thẩm măng sa đa năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tật thì giảm bi sanh hạnh sa đa năng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì Saranagahanang Paripunnang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amaphante, và chúng con xin vâng. Banati Bata Veramani Sekha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là quý đánh xa sự sát sanh. Adina Dana Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Merayamachapama Dathana Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Manati Bata Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adina Dana Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumit Cha Chara Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mẫu sa qua đa về ramani sikha badang samadhyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chap mama dathana
Quê Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi, con xin vâng dự điều học là cố ý đánh xa sự dễ vui uống rượu và cạc chặt con sai. Imani bancha sikha badane sa thu gan katawa ap mama dena ni cha ka lang samma rakhi tap bang. Chư thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sīlena sugatanyanti, sīlena phokasamada, sīlena nipputanyanti, tasma sīlam visothaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì giải luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhờ. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, a nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm việc tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cây liền kiểm sao, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh coi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học gia đình tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dài đài, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chỉ có sao là cầm măng cách tập băng kỳ đi dân mà cả dê là quá cha manh xa. Tí đá xê sư cà tặng dê sà ta san nhì nô à thị dê cho sà ta san nhì nô. Cà tăng vườn nhập hà lăng mày hàng sáp bê phá ghi phá hoàn từ tệ dê tăng cà tăng. Sư quý đi tăng điện năng và nhập hà lăng mây gia dễ cho ta thân à trả nam thì để qua gạnh trò nhì dễ đại dụng sáp bê loạt cầm hì dê sà ta. Chị quan ta ra hê tu ca mà muôn năng phô chà năng sáp bê là phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành diệu nên, diệu là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hội hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh đau, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca khàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Sinh thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến.
xâm đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hai Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tức vừa quan lâm vào đạo tràng, nhược kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhược bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên và nhược bình kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, Nam mô Bích Hai Dạ. Dạ, bây giờ thì con đã thấy đại đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi, và con xin được thỉnh pháp sư sớm mấy phút để không có việc phải chạy ra ngoài một chút xíu, em ở cổng chùa. Dạ, nên con xin phép được thỉnh pháp sư trước ạ. Kính mời đạo tràng cùng giới Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều hợp chương trình ông bài ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chăm thói không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri trí vẹn toàn. Nam mô Bích Hai Dạ. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn bài cuối tuần ạ. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Và Rạng Đông ơi, giúp Nhật Quỳnh bớt bài chút xíu nha. Dạ, Rạng Đông nha. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thái. Dạ, con kính lễ chư Tăng. Con đến chào toàn thể quý vị. Không biết lúc nãy tụng kinh xong thì nó bị Tịnh Đạt nó bị đau đầu. Mà đau cái này thì do cái bị viêm son. Nhưng mà Tịnh Đạt cũng cố gắng vào bây giờ để cùng quý vị ôn bài. Không biết có quý vị đại đức Tự Đức còn ở đây không? Đại đức Tự Đức không còn ở đây. Có vị nào quan hỷ hôm nay giúp Tịnh Đạt ôn đọc lại ba câu? Hôm nay chúng ta sẽ đọc ba câu từ câu 30, 31 và 32. Đọc như mỗi khi đó, đọc hai lần, mỗi câu hai lần, phần Bali và phần tiếng Việt. Sau đó thì Tịnh Đạt sẽ chuyển cái phần tóm tắt chuyên sự cho cô Rạng Đông. Bởi vì cái trang web mà bình thường sử dụng để tóm tắt các cái duyên sự thì hiện tại nó đang bị trục trặc, không có sử dụng được, cho nên Tịnh Đạt phải viết lại bằng tóm tắt. Dạ, thấy có cô Tự Duyên, mời cô Tự Duyên đi. Cô Quang Hỷ giúp cho cái phần đọc ôn tập tập thể.
đọc ba câu kệ ngôn pháp cú số 30, 31, 32, mỗi câu 2 lần, cũng giống như mỗi khi mà Tịnh Đạt đang làm. Dạ, kính mời cô, tri ân, cảm ơn cô. Dạ, sa thú lành thai, dạ, kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thân tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin tuyên phong như lời Đại Đức Tịnh Đạt, tự nhiên xin đọc bài pháp cú số 30, 31, 32. Abba ma de nama ra aka de wa nang se thak tang gato abba ma dang bat tang san ti ama do ga ra hi to sa da quên để không đọc lần nữa mới kể. Tức là đọc một câu hai lần, như vậy là một lần đọc, đọc một lần kể, kể phải không? Không biết sư còn được mấy. Bây giờ tự nhiên đọc lại. Abba ma de na ma ga, Abba ma de na ma ga wa, de wa nang se thất tăng gắt tô, Abba ma đằng bát sang san tí ba ma đồ ga ra hi tô sát đà đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Áp ba ma đa ra tô phích khu áp ma đề phạt giác đá si quà sân vô chắc năng u nôn thù lăng đá hăng ác ghi đá hăng ác ghi quốc gách chất tí vui thích không phóng dật tỉ kheo sợ phóng dật bước tới như lửa hừng thiêu ký sử lớn nhỏ. Câu 32. Abba ma darato phikkhu bama de phayatta siwa appabbo bariharaya bariharaya nibbanasse vasantike. Phóng dật tỳ kheo sợ phóng dật không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Bây giờ tự nhiên xin kệ. Ba ma đê na ma ga wa đê wa năng phết thăng ga tô ba ma đăng ba sang ti ba ma đô ga ra hi tô sa đa đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Cổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu, câu 31. Ba ma đa ra tu bích khu ba ma đê pha dạ đạp si hoa sang vô cha năng bụn thu lắng đà hằng
cha ti. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Vở thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu, câu 32. Ap-ba-ma-da-ra-tu-phi-k-khu Ba-ma-de-pa-ya-đạc-si-wa Ap-bo-ba-ri-ha-na-ya Nip-ba-na-se-wa-san-ti-ke Quy thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã đọc mỗi câu hai lần, không biết như vậy có đúng như ý để đất không nữa. Dạ, bây giờ con xin hết. Dạ, bây giờ kính mời vị tiếp tục. Hay là con kính con thỉnh sư ạ. Đúng hả? Dạ đúng hả? Cảm ơn cảm nhân. Dạ, con kính nhân mình thỉnh sư. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Duyên rất là nhiều. Tiếp theo thì sau cái phần ôn tập tập thể thì chúng ta sẽ ôn tập từng vị xuân phong, tại vì Tịnh Đà cũng đang hoàn thành cái tóm tắt của câu chuyện câu 31 cho nên bây giờ mong quý vị trong khi chờ đợi mong quý vị có vị nào lên đọc lại một lần nữa ba câu kệ ngôn này một lượt tầm khoảng 5 phút ạ. Thì Tịnh Đàn sẽ hoàn thành cái phần tóm tắt rồi sẽ gửi cho cô Rạng Đông, rồi nhờ cô Rạng Đông sẽ boss cái phần tóm tắt này cho từng vị ạ. Dạ, cảm ơn. Xin mời cô Cẩm Vân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc ôn bài. Áp-pa-ma-đề-na-má-gá-hoa Đề-hoa-năng-xét-thá tăng ga tô áp pá ma đằng pá sằng sàn tí pá ma đồ gá rá hí tô xá đà đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ không phóng dật được khen phóng dật thường bị trách bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu áp pá ma đề ná Má gá hoa, đê hoa năng xếp thá tăng gá tô, áp phá ma đằng, phá sằng sàn tí, phá ma đồ, gá rá hí tô, xá đà. Đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật, được khen, phóng dật, thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu 32. Áp phá ma đá rá tô bít khú phá ma đề phá giá đát xí hoa sanh nhô chá năng á nùm thù lăng đá hăng ác ghi quá gát chá tí áp phá ma đá rá tô bít khú phá ma đề phá giá giá xí hoa sanh nhô chá năng á nùm thù lăng đá hằng ắc ghi
quá gát chá tí, vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Câu 32. Apa ma da ra to bit khu pa ma de pa ya ya si wa apa apa bo pa ri ha na ya nibbana se wa san ti ke. Vui thích không phóng dật, tỷ theo sợ phóng dật, không thể bị thối đọ, nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Apa ma da ra to bit khu pa ma de pa ya ya si wa apa bo pa ri ha na ya nibbana se wa ti ke. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọ, nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và cảm ơn đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Sít Rạng Đông. Sa thú cô cảm ơn. Còn kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Còn kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Còn kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 30. Appa ma de na mắt kha hòa đề hòa năng sát tha tăng gá tô ấp ba mà đằng ba sằng sằng tí ba mà đồ gá ra hi tô xá đà. Đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ấp ba mà đề nát mắt kha hòa đề hòa năng xét tha tăng gá tô ấp ba mà ba sằng sằng tí ba mà đồ gá ra hi tô xa đà. Đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu thứ 31. Ấp ba mà đá ra tô phích khú ba mà đề phá giá đá si hòa sang dù trá nặng á nùng thù lằng đá hằng ấp nghì quá cách trá tí. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ấp ba mà đá ra tù phích khú ba mà đề phá giá đá si hòa sang dù cha nằng á nùng thù lằng đá hằng ấp ghi quá gấp trá tiến. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu số 32. Ấp ba mà đá ra tù phích khú ba mà đề phá giá đá si hòa á pháp bồ bá rí hà nà giá ní bà ná xề quá sằng tí kề. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ấp ba mà đá ra tù phích
hú ba ma đề va ya đa si hòa a pháp bồ ba ri hà na ya niết bà na se quá sằng tí kề vui thích không phóng dật tỷ kheo sợ phóng dật không thể bị thối đọa nhất định gần niết bàn. Bản dịch của hòa thượng Thích Thanh Châu. Con kính dâng mức đến sư Tịnh Đạt. Dạ sa thú sa thú. Dạ cảm ơn quý vị đã cùng ôn tập và cũng như là quý vị quan hỷ chờ đợi cho Tịnh Đạt ít phút vừa qua. Cô Đặng Đông ơi, Tịnh Đạt có gửi cho cô cái sự tâm tắc, không biết cô có nhận thấy được hết chưa? Câu 30, câu 31 và câu 32. Dạ, nếu như bạn nhận được rồi thì cô con nghĩ giúp dùm cái phần chuyển cái phần tóm tắt duyên sự đến cho quý vị ở đây khi mà chúng ta ôn bài. Dạ, một lần nữa con Tịnh Đạt xin kính lễ chư tăng và mến chào tới quý vị. Hôm nay thì chúng ta ôn tập ba câu kệ ngôn cuối cùng của phẩm Appama đó, không sao lãng không phóng dật, 30, 31 và 32. Vị vừa được nghe cái phần ôn tập tập thể của cô sư cô Hộ Tuệ Duyên cũng như là cô Cẩm Vân và cô Đặng Đông. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần thứ hai là ôn tập từng câu, câu 31. Câu 30 thì liên quan đến tích truyện của Đức Trời Sắc Cá. Câu 32 thì liên quan đến một vị tỳ kheo quán về một đám lửa cháy. Câu 33 thì liên quan đến Đức Xã. Và phần thứ hai này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau ôn bài. Chúng ta chọn một câu, chúng ta đọc Bali Việt và cũng như là phần tóm tắt duyên sự. Xin mời quý vị quan hỷ hôm nay thì Tịnh Đạt sẽ on mic để đó, thì quý vị sinh hoạt Tịnh Đạt sẽ theo dõi chứ không có cầm mic được. Thì đang có cái không biết nó đang hôm qua nay thì ổn, nhưng mà không biết tự nhiên hồi chiều tụng kinh xuống bắt đầu nó bị nhức son và nó nhức nửa bên đầu, nó hơi khó chịu, mong quý vị quan hỷ. Dạ, anh bây giờ thì mời quý vị nào quan hỷ ôn bài đầu tiên ạ. Dạ, Tịnh Đạt xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo Pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu số 30. Áp Bá Ma Đề Ná Má gá hoa đề hoa năng xét thá tăng gá tô áp bá ma đăng phá sằng sàn tí phá ma đồ gá rá hí tô xá đà đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ không phóng dật được khen phóng dật thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tại giảng đường trùng cát cu tá giá rá xá lá gần thành quê xa lý
Đức Phật đã thuyết cho Vương tử Má Há Lý về bài kinh Sắc Cá Banh Nhã Há. Đế Thích vấn đạo, đề cao và ca tụng quyền lực của Đế Thích. Đức Đế Thích, Đức Phật đã nêu lên bảy phẩm hạnh công đức mà chàng trai thanh niên Má Gá tiền kiếp của Đức Đế Thích suốt đời đã gìn giữ đầy đủ. Cái dấu khó đọc quá. Sự thân tôn trưởng khó đọc quá, Cẩm Vân đọc không rõ. Câm ngôn vô lượng thiệt ly hạn chân thật, vô nọ nên được làm vua cõi chư thiên. Quả thật nhờ chuyên cần hành pháp như thế mới đạt đến mức quyền uy, được tất cả chư thiên cho đến chư Phật đều tán dương ca tụng người ấy, và mới có thể chứng đạt những pháp siêu thế quý báu cao thượng do nương theo hạnh nguyện. Và hết. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong. Mến mời bằng tay kế tiếp. Mến mời Sít Tina nha, Sít Rạng Đông, Sít Thanh Thủy nữa. Và kính mời quý vị nha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào quý cô thư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu số 32. Appamadaratu bhikkhu pappamadevayadassiwa Bồ Parihānāya Nibbānasse Vassantike Appamadarato Bhikkhu Pammadevāya Dasiwa Appabbo Parihānāya Nibbānasse Vassantike. Vui thích không phỏng dật, tỳ kheo sợ phỏng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appa ma da ra tu bin khu pa ma de pha ya dan si wa am pam bu pa ri ha na ya ni ban na se wa san thi ke Appa ma da ra tu bin khu Pamadeva yadan siwa ampampu parihanaya nibbanan se vasantike. Nhà thơ Long tích điện của câu số 32. Đại Đức Thích Sa ở thị xã Nigamat Chissathera xuất gia với lòng tin nơi Tam Bảo. Đại Đức tinh tấn trong đời sống phạm hạnh, nhất là hạnh trí túc, với đồ ăn khất thực, do nhiều lần Đại Đức không nhận lời thọ thực tại những cuộc lễ trai tăng do các đại thí chủ tổ chức. Vì thế, Đại Đức bị hiểu lầm là sống thân cận với quyến thuộc, không muốn đi đâu hết. Sau đó, Đức Phật đã thuyết pháp, sách tấn và tán dương hạnh tri túc thiểu dục của Đại Đức Tích Xá ở thị xã, và nhờ đó Đại Đức đã thành tựu phạm hạnh, chứng đạt A-la-hán quả với tuệ phân tích, không còn luân hồi tái sanh nữa. Dạ, con kính tri ân quý sư và quý cô tư nữ và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sích Chị Na. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tân Đức Nhật Quỳnh, kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Thằng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Sích Hành Kiểm ơi, Sích Nguyên Tịnh ơi, đâu mất tiêu hết rồi, Xú Khá bữa nay vào Đạo Tràng, có cầm bích được không Xú Khá ơi? Dạ, cảm ơn Tina cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xú Khá, hôm nay vào Đạo Tràng có cầm bích được không ạ? À? Lâu lắm rồi không nghe giọng kinh, giọng kệ của Xú Khá. Xú Khá có thể cầm mít được thì xin đưa bàn tay. Hành Kiểm cầm mít được không Hành Kiểm? Dạ, Nguyên Thịnh nữa, đâu mất tiêu hết rồi. Thanh Thủy để nít đây, chạy đâu rồi Thanh Thủy ơi? À, Hành Kiểm vô nít này chắc có thể cầm mít được phải không Hành Kiểm? Nếu cầm mít được thì Quỳnh kính mời bàn tay Hành Kiểm nha. Bữa nay sư bệnh mà sư hôm nay hoa cúc tím trả bài hả? À, hôm nay sau giờ này trả bài hả? Hoa cúc tím. Dạ, tại vì ngày hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày ôn tập chứ không phải trả bài ạ. À, ngày hôm nay là ngày ôn tập những bài kinh đã học qua rồi, bây giờ ngày Chủ Nhật là ôn tập. Dạ. Dạ, trong khi không có bàn tay nào thì con chắc con đọc một lượt ba bài luôn. Dạ, để chờ bàn tay quý vị nha, quý vị nha. Dạ, nhiều mình vừa đọc bài. Nếu mà cảm ơn, dạ cảm ơn Thằng Đông đã đưa cái đề tài lên. Dạ, để chờ đợi bàn tay quý vị và bạch sư, con nghe sư khang tiếng và sư nhức đầu nữa nên con xin phép được cầm mít một chút. Abhamma darato bhikkhu bhamma de phayada siwa san yo chanang anum thu rang na hằng at gi wa gat chati. Và trong khi Nhật Quỳnh đọc bài, vị nào có thể cầm mít được thì cứ chát lên và đưa bàn tay thì Nhật Quỳnh Nhật Quỳnh nhường mít ạ. Dạ, sa thú. Dạ, mời qua khúc tím ôn bài giống như trả bài. Nhưng mà Cẩm Vân biết không? Không biết hôm nay có lời mời của Cẩm Vân có thể làm hoa khúc tím đổi cái chương trình của mình hay không? Chứ Nhật Quỳnh thấy hoa khúc tím nào vào hai cái room nhưng mà không bao giờ thấy Cẩm Vân hết. Dạ. Ồ, dùng hai cái điện thoại mà cái nào cũng nặng hụt hết nè. Đội Hành Kiểm thì thôi á. Cố gắng lên Hành Kiểm ơi, cố gắng lên nha. Dạ, con xin phép được đọc cái ạ. Abhamma darato bhikkhu ba. Dạ, con sai rồi. Abhamma darato bhikkhu bhamma de phayada siwa sang yo chanang anum thu lăng đa hằng at gi va gat chati. Vui thích không phóng vật, tỳ kheo sợ phóng vật, bước tới như rửa rừng, hiu kiết sự lớn nhỏ. Vui thích không phóng vật, tỳ kheo sợ phóng vật, bước tới như lửa hừng, hiu kiết sự lớn nhỏ. Dạ, con xin đọc lại bài 30 ạ. Abhamma de namagaha. Abhamma de namakhakwa de wa nang sát thát tăng gắt tờ. Abhamma đăng asam san ti bhamma de gaharati sơ ti tờ sát đà. Abhamma de namagaha qua đề qua năng sát tháp tăng gắt tờ áp ma ma đăng ba sầm sàn ti ma ma đờ gà ra hi tờ sát đà. Đế thích không phóng vật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng vật được khen, phóng vật thường bị trách. Đế thích không phóng vật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng vật được khen, phóng vật thường bị trách. Dạ, kính mời đạo tràng đưa bàn tay lên nè.
Dạ con xin ôm câu 32. Ba ma đa ra tô bích khu ba ma đề phá gia đa si hòa áp ba bồ ba đi hà na gia nếp ba na na sê qua sàn tí kê. Áp ba ma đa ra tô bích khu ba ma đề phá gia đa si hòa áp 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 bồ Parihana Yannibhanasevasantike. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Dạ con cũng chưa thấy bàn tay vị nào hết. Dạ ngày hôm nào Dương Quỳnh kéo hoa cực tím lên ông bà nha. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Mời vị nào có thể cầm mic được xin đưa bàn tay ạ. Nguyên tịnh xú cá hoa cực tím xích thành kiếm. Dạ con nhiều việc phân mà phân tâm quá nên con đọc bài sai tới sai lui, mà còn thì con thấy trong ba câu này ý nghĩa thì giống nhau. Dạ coi như ba câu này đều nói đến một sự là thị kheo thích tinh khần mà sợ hãi không phóng dật, nên là cái điều không phóng dật là cái điều kiên quyết trong ba cái câu này, để cho giúp cho Phật tử chúng con học không phóng dật thì mình sẽ tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, tiến gần đến một phút nào đó có thể mình đạt được đạo quả. Đọc viên sự, đọc luôn ha. Nhất mình đọc nãy giờ đặng mắt thì để vô cái màn room để coi có vị nào đưa tay qua, vị nào muốn đọc chat lên không, nên rất phân tâm rằng đọc. Thôi bây giờ đọc lại bài đầu đi ha, 30 đi ngang trời, đọc viên sự rồi đợi chờ bàn tay đạo tràng ngăn đâu để được tình đạt bình hoàng, nhưng mà cố gắng vào đạo tràng. Nên Phật tử chúng ta nếu mà Như Quỳnh đọc rồi mà nếu mà chưa có vị nào đưa tay thì mời Thi Na và Cẩm Nhân Rạng Đông nên tiếp tục đọc nha. Ngày bây giờ Như Quỳnh chọn câu quan trước đi nha, đọc và kể xong đọc viên sự. Dạ xong rồi kính mời đạo tràng giúp giùm. Hồi nãy có bàn tay của cô tu tỳ duyên. Dạ vậy Nhật Quỳnh không thấy nha, xin lỗi cô tu nữ tỳ duyên. Cô tỳ duyên chưa đưa tay hả? Dạ bây giờ thôi để Nhật Quỳnh ôm câu 30 đi ra mời cô tỳ duyên nha. Dạ áp ba ma đề ma na khắc hòa đề hòa năng xét thách tăng gạch tơ áp ba ma đằng ba sầm sàn tí ba ma đơ gá hạ cá ra hi tô sa đà áp ba ma đề nam mắc khắc hòa đề hòa năng sát thách tăng gác tô áp ba ma đằng ba sàn sàn ti ba ma đơ gá ra hi tô sa đà áp ba ma đề nam mắc khắc hòa đề hòa năng sát tha tăng ga tô áp ba ma đăng và sam san ti ba ma đô ga ra hi tô sa đa áp ba ma đề na ma áp ba ma đề na ma ga wa đề hòa năng sát tha tăng ga tô áp ba ma đăng bà sang san ti bà ma đô ga ra hi tô sa đà để thích không phóng dật đặt ngôi vị thiên chủ không phóng dật được khen phóng dật tường bị trách. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ cảm ơn Rạng Đông. Chuyên sự của câu 30 đại giảng đường trùng cát
Kutaga Dasala gần thành Vesali. Đức Phật đã thuyết cho vương tử Mahadi về bài kinh Sách Các Bành Há Đế Thích Vấn Đạo, đề cao và ca tụng quyền lực của Đức Đế Thích. Đức Phật đã nêu lên bảy phẩm hạnh công đức mà chàng thanh niên Mát Khá tiền kiếp của Đức Đế Thích suốt đời đã gìn giữ đầy đủ. Sự thân tôn trưởng, cam ngôn vô lượng thiệt, ly hận chân thật, vô nộ nên được làm vua cõi chư thiên. Quả thật nhờ chuyên cần hành pháp như thế mới đạt đến mức quyền uy, được tất cả chư thiên cho đến chư Phật đều tán dương ca tụng người ấy, mà và mới có thể chứng đạt pháp siêu thế quý báu cao thượng do nương theo hạnh nguyện. Và bản duyên sự cũng đến đây đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Và kính mời cô tu nữ Tề Duyên ạ. Mời cô. Cô có thể ôn bài nào cô cho nhục bình một tín hiệu ạ? Sa thú lành thai. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Và bây giờ tự nhiên xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 32. Áp bát mà đá ra tù vích khú bát mà đề phá giác đát sư quà áp bồ bá ri hà nà giá bà lệ thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thói đọa, nhất định gần niết bàn. À, bà ma đa ô phà đề phà và đạt sĩ hòa à pháp bồ bài hà na gia niệm ba na tê hòa san tỷ kê áp ba ma đa ra tu phi khú ba ma đề pha gia đa si hòa áp pháp bồ ba di hà na gia niệm ba na tê hòa san tỷ kê vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Duyên sự. Đại đức Tích Xá ở thị xã Ní Gá Mát Tích Sách Thê Ra xuất gia với lòng tin nơi tâm bảo. Đại đức rất tinh tấn trong đời sống phạm hạnh, nhất là hạnh tri túc với đồ ăn khất thực. Do nhiều lần đại đức không nhận lời thọ thực tại những cuộc lễ trai tăng do các đại thí chủ tổ chức, vì thế đại đức bị hiểu lầm là sống thân cận với quyến thuộc không đi đâu. Sau đó đức phật đã thuyết pháp sắc tấn và tán dương hành trí túc thiểu dục của đại đức Tích Xá ở thị xã, và nhờ đó đại đức đã thành tựu phạm hạnh chứng đạt A La Hán với quả chứng đạt A La Hán quả với tuệ phân tích không còn luân hồi tái sanh lại nữa. Bài kinh Phú 32 đã hết. Dạ cảm ơn Rạng Đông đã bắt bài. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ kính mời chị ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ Nam Mô Tham Mà Dạ Nam Mô Sang Khà Dạ
con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc ôn bài câu số 30. Appa ma de na ma ga wa de wa nang set tha tang ga to appa ma dang pa sang san ti pa ma do ga ra hi to sa da. Đế thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Appa ma de na ma ga wa de wa nang set tha tang ga to appa ma dang pa sang san ti pa ma do ga ra hi to sa da. Đế thích không phóng vật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng vật được khen, phóng vật thường bị trách. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Appa ma da ra to bhikkhu pa ma de pa ya yat si wa. Sang yo cha năng a num thu lăng đá hăng ác ghi quá gáp chá tí. Vui thích không phóng vật, tỷ kheo sợ phóng vật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Appa ma da ra to bhikkhu pa ma de pa ya dat si wa. Sang yo cha năng a num thu lăng đá hăng ác ghi quá gáp chá tí. Vui thích không phóng vật, tỷ kheo sợ phóng vật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiếp sự lớn nhỏ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Câu 32. Áp pa ma da ra ha áp pa ma da ra to bít phú pa ma đề pa giá giác xí qua áp pa vô pa rí hà na giá níp pa nát xê quá san tí kê. Vui thích không phóng vật, tỷ kheo sợ phóng vật, không thể bị thối đọ, nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Appa ma da ra to bhikkhu pa ma de pa ya yat si wa appa vo pa ri ha na ya nibbanasse wa santike. Vui thích không phóng vật, tỷ kheo sợ phóng vật bị thối đọ, nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tại giảng đường trùng cát cú tá gá rá xá lá gần thành quê xa ly, Đức Phật đã thuyết cho vương tử Má Ha Ly về bài kinh Sắc Cá Banh Há. Đế thích vấn đạo, đề cao và ca tụng quyền lực của Đức Đế thích. Đức Phật đã nêu lên bảy phẩm hạnh công đức mà chàng thanh niên mắt gá má gá tiền kiếp của Đức Đế thích suốt đời đã gìn giữ đầy đủ. Sự thân tôn trưởng cảnh dân đọc không được. Câm ngôn vô lưỡng thiệt ly hận chân thật vô nộ, nên được làm vua cõi
cõi chư thiên quả thật nhờ chuyên cần hành pháp, như thế mới đạt đến mức quyền uy, được tất cả chư thiên cho đến chư Phật đều tán dương ca tụng người ấy, và mới có thể chứng đạt những pháp siêu thế quý báu cao thượng do nương theo hạnh nguyện. Dạ. Câu 31. Dạ, câu 31. Một lần nọ Đức Phật đã tiếp độ một vị tỳ khu liên quan đến một đám cháy rừng. Vị tỳ khu này khi đã nhiệt tâm rất nhiều để hành pháp nhưng còn nhiều khó khăn, Đại Đức lại nhìn thấy một đám cháy rừng và khởi lên suy nghĩ liên quan đến con đường giải thoát. Đức Phật đã xuất hiện và khuyến dạy cho Đại Đức giống như kiết sử cần được trí tuệ thiêu cho cháy hết. Hạnh nguyện suốt đời phụng dưỡng song thân, suốt đời tôn kính các bậc trưởng thượng. Hạnh nguyện suốt đời nói lời chân thật, hạnh nguyện suốt đời không nói lời đâm thọc, hạnh nguyện suốt đời rửa lòng thật sạch, bợn nhơ bỏng sẻn là người tại gia cư sĩ, mà sọ xả bỏ của cải bố thí không luyến tuyết, đáp ứng nhu cầu của kẻ sinh. Sáu, hạnh nguyện suốt đời nói lời dịu ngọt, hạnh nguyện suốt đời không phẫn nộ, nếu có sân hận nổi lên thì mau dập tắt. Câu 32. Đại Đức Tích Xá ở thị xã Ní Gá Má Tích Sáp Thê Rá xuất gia với lòng tin nơi Tam Bảo. Đại Đức rất tinh tấn trong đời sống phạm hạnh, nhất là hạnh tri túc với đồ ăn khất thực. Do nhiều lần Đại Đức không nhận lời thọ thực tại những cuộc lễ trai tăng do các đại thí chủ tổ chức, vì thế Đại Đức bị hiểu lầm là sống thân cận với quyến thuộc, không muốn đi đâu hết. Do đó Đại Đức Phật đã thuyết pháp sách tấn và tán dương hạnh tri túc hiểu của Đại Đức Tích Xá ở thị xã, và nhờ đó Đại Đức đã thành tựu phạm hạnh, chứng đạt A-la-hán quả với tuệ phân tích, không còn luân hồi tái sanh nữa. Và công dân đã đọc xong, và mến mời bằng tay của sứ khác. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con cũng cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con xin đọc Kinh Pháp Cú, mới lại con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Còn cái phần duyên sự thì có thể là cái điện thoại của con nó nhỏ, mắt con hơi bị kém, con nhìn nó không được chuẩn xác ạ. Con xin đọc ạ. Câu số mấy ạ? Dạ thì con xin đọc câu số 30, 31, 32. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 30 ạ. Appama de lamaga wa de wa lang set tha tang gat tu appama dang pasang san tipama do gala hito sada. Appama de lamaga wa de
và lăng xét thất tăng gắt tù áp bắp mà đằng bắt sẵn sẵn tiếp bắp mà đồ gà lá hi hữu sa đà. Đế Thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ không phóng dật, được khen phóng dật thường bị trách. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc câu 31 ạ. Áp ba mà đa gia tô phích khú ba mà đề ba ra đa xì hòa sàng rồ cha lằng am môn thù lằng đa hằng áp ghê quá gác chát tị. Áp ba mà đa gia tô phích khú ba mà đề ba ra đa xì hòa sàng rồ cha lằng âm mùn thù lằng đa hằng ác ghê qua gác chát tị. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng thiêu kiết sử lớn nhỏ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã, con xin đọc tiếp câu 32. Áp ba mà đa gia tô phích khú ba mà đề paradasi hòa apapo pariha mà di hà là rap lipalase wasan tike apama darato kupala de paradasi hòa apapo pariha là ra lít bà la xề qua sàn tí kề. Vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong ạ. Giờ con xin xuống mic ạ. Giờ con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ, con kính tri ân cô Đàng Đông. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 30. Appama de namakhakwa de qua nang set tatang gato appama dang pasang santipa ma do garahito sada. Đế Thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ không phóng dật, được khen phóng dật thường bị trách của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin duyên sự với cô. Con kệ hả? Dạ, để em tình kệ. Dạ, con thích đọc giọng kinh hơn là kệ. Dạ, con xin đọc kệ. Ba ma đê na ma kha qua đê qua năng xét tha tăng ga tu ba ma đăng ba sang san ti ba ma đô ga ra hay tu sa đà. Tại giảng đường trùng cát cú tá gà ra sa là không phải cù tá gà ra xá, có mấy dấu chấm trên lem qua lem là con khó đọc quá. Cù tá gà ra xa là gần thành quê xa ly, Đức Phật đã thuyết cho vương tử Mahali về bài kinh sắc cá bành há. Đế Thích vấn đạo, đề cao và ca tụng quyền lực của Đức Đế Thích. Đức Phật đã nêu lên bảy phẩm hạnh công đức mà chàng thanh niên
Mát Khá, tiền kiếp của Đức Đế Thích suốt đời đã gìn giữ đầy đủ. Sự thân tôn trưởng cam ngôn vô lưỡng thiệt ly hạn chán. Có mấy chữ này sao còn khó đọc quá. Ly hạn chân thật vô nọ. Chứ không bỏ mấy câu trên đó. Ly hận nên được làm vua cõi. Cái này con cần xin lỗi ha, tiếng Việt mà để dấu không chuẩn con không đọc được. Dạ con xin phép con xuống ha. Con xin mời chú Quách Thanh á. Tại lâu rồi con ở Đức lâu rồi, nếu mà cái dấu để dấu không có được rõ, con đọc không được, con xin sám hối đạo tràng. Dạ con kính gửi mít đến chú Quách Thanh á. Nam mô Bích Tha giá. Dạ sa thu lần thầy bình tĩnh. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang kha giá. Kính đại lễ ba ngôi Tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính đại lễ đại đức Tịnh Đạt. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được kể luôn bài kinh pháp cú số 30 giá dễ. Kính đa cảm ơn cô Thủy Duyên cùng chư đạo hữu cho biết nghe rõ. Appamadenamakhava devanang setthatang gato appamadang pasang santi pamado garahito sada appamadena makhava devanang setthalang gato appamadang pasang santi pamado garahito sada. Đế Thích Không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Dạ còn xin được đọc câu xích diệt thủy người xích. Câu 30. Tại giảng đường Trung Các Kuta Garasala, gần thành Vesali, Đức Phật đã thuyết cho vương tử Mahali về bài kinh Sakka Panha, Đế Thích Vấn Đạo, đề cao và ca tụng quyền lực của Đức Đế Thích. Đức Phật đã leo lên 7 phẩm hạnh công đức mà chàng thanh niên Makha tiền kiếp của Đức Đế Thích suốt đời đã gìn giữ đầy đủ. Sự thân, tôn trưởng, cam ngôn, vô lưỡng thiệt, ly hận, chân thật, vô nộ nên được làm vua cõi chư thiên. Quả thật nhờ chuyên cần hành pháp như thế mới đạt đến mức quyền uy, được tất cả chư thiên cho đến chư Phật đều tán dương ca tụng. Người ấy và mới có thể chứng đạt những pháp siêu thế quý báu cao thượng do nương theo hạnh nguyện, 7 hạnh nguyện đó là: hạnh nguyện suốt đời phụng dưỡng sanh thân, suốt 2 suốt đời tôn kính các bậc trưởng thượng, 3 hạnh nguyện suốt đời nói lời chân thật, 4 hạnh nguyện suốt đời không nói lời đâm thọc, 5 hạnh nguyện suốt đời rửa rằng thật sạch bợn nhơ bón xén, là người tại gia cư sĩ mà xả bỏ của cái bố thí không chút liên tiếc để đáp ứng nhu cầu của kẻ đến xin, 6 hạnh nguyện suốt đời nói lời dịu ngọt, 7 hạnh nguyện suốt đời không phẫn nộ, nếu có sân hận nổi lên mau dập tắt. Nam mô Phật Thầy gia còn xin được xuống mít. Kính cung tỉnh đại đức Tịnh Đạt ạ. Dạ sa thú lành thay. Lớp ôn tập cuối tuần ở chủ nhật, tuy rằng là cái lớp ôn tập thôi thưa quý vị, nhưng mà Tịnh Đạt nhận thấy rằng qua được các cái buổi ôn tập thì càng ngày diễn đàn của chúng ta càng nhận được nhiều cái sự quan tâm cũng như là
sự nhiệt tâm tham gia cái lớp học ôn tập cuối tuần. Hôm nay, riêng hôm nay thì có trục trặc tí xíu, nhưng mà không biết cái cảm nhận cũng khó nói trong lúc này. Trong cái thời gian mà Tịnh Đạt chỉ để máy mở loa và nằm nghỉ để mà lắng nghe cũng như là theo dõi cái lớp sinh hoạt đó, thì thật sự ra rất là hoan hỷ đối với việc Tịnh Đạt có nghe người ta nói rằng khi mà thất tịnh á thì người ta lại thích nghe những cái nhạc trữ tình, khi mà đi xa thì người ta lại thích nghe những cái bài hát quê hương. Nó giống như là tùy cái tâm trạng của người đó mà người ta có thể chọn một cái thể loại nhạc làm cho người đó lại khắc khoải thêm. Trong như cái lúc này đó thì nói chung là không được ổn định sức khỏe, nó không được tốt như mọi khi. Thì trong cái thời gian mà lắng nghe quý vị đọc kinh cũng như là nói về cái duyên sự của tích truyện, thì phải nói là Tịnh Đạt lại cảm nhận cái lời kinh và cái câu chuyện nó rất là sâu sắc. Cái điều này Tịnh Đạt muốn chia sẻ thêm tí xíu, xin quý vị quan hệ cho ít phút, đó là khi mình học kinh điển đó, những cái lúc mình khỏe chúng ta ít có để ý đến, nhưng mà khi mà chúng ta không khỏe hay là chúng ta đang chứng kiến một cái sự kiện khổ đau ở bản thân mình hay là xung quanh mình đó, thì mình tự nhiên mình sẽ thấy cái pháp mà mình học đó, nó rất là hay. Hoặc là những lúc mà chúng ta không khỏe mà chúng ta nằm trên cái giường mình đó, mà nói xin lỗi là giống như là những cái lúc mà chúng ta thấy là những người hấp hối trên giường bệnh đó, thì những cái lúc đó những người nào có học pháp, có tham gia những cái lớp diễn đàn hay là có lắng nghe giáo pháp đó, thì tôi quý vị rằng những cái lúc đó chư tăng tụng kinh hay là những người thân quen họ nhắc mình một cái câu pháp, hay đơn thuần là mình mở một cái bài pháp mình nghe đó, cái lúc đó thực sự là cái tâm hoan hỷ không phải là trước nghe pháp nữa, mà là cái cảm nhận pháp. Mà muốn được như vậy đó là những cái lúc khỏe này mình phải cố gắng để mà học, cố gắng để mà nghe, chứ không học không nghe thì những cái lúc như vậy thì chúng ta chỉ biết than trời trách đất thôi, chúng ta chỉ biết quằn quại trong đau khổ, trong cái sự khó chịu. Thì đó là một cái cảm nhận nó vừa xuất hiện ở trong cái khoảng thời gian mà buổi học ngày hôm nay. Và không biết tại sao thì thưa quý vị rằng cảm ơn quý vị đã giúp Tịnh Đạt trong cái buổi ôn tập này, và cũng trân trọng quý vị có cái lời hỏi thăm. Mà không biết làm sao bình thường cái son mình nó nhức á, thì nó nhức cả buổi lận, ít nhất cũng phải 3 tiếng đồng hồ nó mắm. Nhưng mà không biết là từ cái lúc mà tụng kinh xuống thì khoảng 6 giờ rưỡi thì lại bắt đầu nhức, mà khi mà vào trong diễn đàn thì vẫn còn nhức, còn đau. Nhưng mà cái thời gian đau là nó giảm xuống rất là lẹ, và tới bây giờ thì giảm hình hậu là 10 phần, nó còn khoảng 2 phần thôi. Thì cũng cảm ơn quý vị đã có cái sự quan tâm, và chắc có tình thương gái tâm từ của quý vị nó cũng mát mẻ hơn tí xíu. Dạ, xa thú, xa thú. Và giờ đây thì chúng ta sẽ đã hết giờ học rồi, thì chúng ta sẽ chuẩn bị để kết thúc cái lớp học ôn tập cuối tuần ở tại đây. Và nhận kính chúc tất cả chư tăng và tất cả quý vị được nhiều cái sự an lành ở trong giáo pháp của Đức Phật. Tịnh Đạt xin được đại diện chư tăng để phúc chúc phúc báo cho tất cả quý vị. Bhavantu sabba mangalam, rakkhantu sabba devata, sabba bhutanupavena, sabba dhammanupavena.
tapa sankhanu pavena sada suthi bhavantu te sadhu sadhu. Thì tuần sau thì chúng ta sẽ không tập tiếp tục. Chắc có thể là tỉnh này sẽ thông báo sau ạ. Xin kính mời con cảm ơn trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng.